Rồi, chào tất cả anh em nha. Này men thợ bên em mới lên một bộ máy bơm nước ha, hai nó chạy hai bơm luôn nha anh em. Thì cái động cơ là ráp cái động cơ là Isuzu 4T88 ha. 49 ngựa nha anh em. Chạy hai cái bơm luôn. Hai cái bơm dân thể, một cái là dân thể 5, một cái là dân thể 6 ha. Mới vừa ráp xong nha anh em. Đây bình, hộp bình có sẵn hết luôn. Con này xong là đây đây nhẹ nổ thôi ha. Đó. Có cái móc để anh em kéo đi đẩy đi rồi ha. Chân trống rồi có hết luôn. Đây. Cách nước rồi ha. Thùng dầu nha. Đó. Bánh vỏ thì bao anh em chạy xài luôn, bao đẩy bao kéo luôn ha. Vỏ là 512 luôn ha. Bô e bô lửa là sẵn hết luôn. Giờ anh em có gắn ống vô chạy thôi. Rồi, để nổ thứ ha. Thôi bật chìa khóa là báo đèn báo ha anh em, báo bình ha. Nè. Cái này không có nước nên em không có dám nổ lâu ha. Còn nó không có nước không dám nổ lâu nha anh em. Còn nó hư phát bơm lên nè anh em. Đó này về bắt ống vô, nước rồi vô là chạy thoải mái thôi. Đó anh em ha, rất là đẹp luôn, rất là gọn luôn ha. Đó. Vậy là dây bản bê ha, dây đôi ha. Đó. Dàn chân đồ là rất là cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em. Thì anh em chân máy là nó đó, chân máy là nó chết nên anh em có thể tăng được cái chân của hai cái đầu này thôi đó, hai đầu bơm này ha. Rồi em quay cho anh em mình coi vậy thôi. Anh em nào mà muốn ráp những bộ như vậy á thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0913 948 76 ha, hoặc là 0913 719 79 ha. Thì để được tư vấn thì hỗ trợ anh em ha. Rồi còn em nào muốn tới cái hàng thì tham quan trực tiếp thì qua địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Dương, dân Ngã Dần, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại cửa hàng Nông Cơ Nguyễn Châu nha. Đây những cái kiện hàng em gói đi nè, xe rùa đồ nè ha. Đó là đóng gói vô bao lết đồ hết là chờ bưu điện rồi gửi đi thôi. Đó. Băng chống va đập đầy đủ hết nha anh em. Đó những cái động cơ luôn nè, bỏ bao lết nữa ha. Đó. Anh em nào mua động cơ bất cứ động cơ nào thì em đó gói như vậy nè, bỏ bao lết luôn rồi dây rằng đồ chống va đập là địa chỉ rồi em có để lên hết luôn á. Rồi vậy thôi ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.